Kinh văn: Này Phật được tối thượng tới quy mệnh vô thượng tôn, tán rằng đây là nói về gặp được lợi ích, cho nên quỳ lễ Phật. Kinh văn: Bấy giờ 16 vương tử tới chư thiên nhân dân, tán rằng dưới đây là phần 2 thỉnh chuyển pháp luân, có hai phần, đầu là trường hàng, sau là kệ tụng, đây là phần đầu. An ổn, ban cho vui, xót thương, cứu khổ. Kinh văn lại thuyết kệ rằng tới xin thuyết cho thế gian, tán rằng dưới là 4 tụng rưỡi chia làm 3 mục. Một tụng đầu, tụng Phật có đủ đức trong ngoài cho nên thỉnh ngài chuyển pháp luân. Một tụng rưỡi vì có lợi ích lớn nên thỉnh. Hai tụng cuối vì Phật hiểu biết thông đạt nên thỉnh, đây là mục đầu. Chữ luân có nghĩa như chữ loại, chữ đẳng có nghĩa bằng vai, ngang hàng. Kinh văn: Độ thoát cho chúng tôi tới chúng sinh cũng được thế, tán rằng đây là mục hai có lợi ích lớn cho nên thỉnh. Kinh văn: Thế Tôn biết chúng sinh tới sẽ chuyển vô thượng luân, tán rằng đây là mục ba nói rõ vì Phật hiểu biết thông đạt cho nên thỉnh. Đây biết năm thứ: một sở niệm tức dục lạc thắng giải, hai sở hành đạo biến thú hành, ba trí tuệ lực tức căn hơn kém, bốn túc mệnh tức túc trụ lực, năm nghiệp tức tự nghiệp trí lực. Dục lạc ấy tức sở tu niệm, tu phúc tức tự nghiệp, cho nên chỉ nêu qua thứ này mà bao gồm cả năm lực khác. Kinh văn: Phật bảo các tỳ kheo tới sáu thứ chấn động, tán rằng dưới là phạm thiên cúng giảng xin chuyển pháp luân, có hai phần, phần đầu là thần quang động chiếu, phần sau là thỉnh chuyển pháp luân. Phần đầu có ba mục: một, động mười phương thế giới; hai, quang chiếu u minh; ba, động chiếu phạm cung, đây là mục đầu. Kinh văn: Trong các nước ấy tới bỗng sinh chúng sinh, tán rằng đây là quang chiếu u minh, tức hai thế giới ở giữa núi Thiết Vi. Kinh văn: Thêm nữa, bờ cõi nước ấy tới hơn cả ánh quang minh của chư thiên, tán rằng đây là mục động chiếu phạm cung, hé mở ra việc cúng giảng thỉnh Phật. Kinh văn: Bấy giờ phương đông tới cùng nhau bàn tán sự này, tán rằng dưới là cúng giảng thỉnh Phật chuyển pháp luân. Văn lớn này chia làm năm: một phương đông, hai phương đông nam, ba phương nam, bốn lệ sáu phương, năm thượng, trừ hai phương sau, còn các phương khác trong mỗi phương về văn đều có 4 mục. Một, nhìn thấy hào quang kinh ngạc bàn tán; hai, tìm ánh hào quang đi tới chỗ Phật; ba, lễ và tán thán thỉnh chuyển pháp luân; bốn, Phật lặng im ưng thuận. Mục đầu có hai ý, đầu tiên là các phạm thiên kinh ngạc hỏi, sau đó là một phạm thiên thỉnh cầu, đây là mục đầu, đây chung cho cả tứ thiên phạm vương. Hoặc chỉ có sơ thiền phạm thiên thỉnh chuyển pháp luân vì phạm phúc lượng. Văn mục này có ba ý: A, quang; B, niệm; C, nghị. Kinh văn: Bấy giờ trong chúng đó tới chiếu khắp cả mười phương, tán rằng đây là một phạm thiên thỉnh cầu. Trong chư thiên, khi vị có đủ y đức sắp sinh thì ánh quang minh xuất hiện trước, cho nên ở đây nghi ngờ mà nói là vị thiên có đức lớn sẽ sinh. Kinh văn: Bấy giờ 500 tới suy tìm tướng này, tán rằng đây là mục hai tìm ánh hào quang đi tới chỗ Phật. Có hai ý: một, đem cung hoa để đi tìm; hai, thấy Phật mọi người vui mừng, đây là ý đầu. Kinh văn: Thấy đại thông trí thắng tới thỉnh Phật chuyển pháp luân, tán rằng đây là mục thấy Phật mọi người vui mừng. Kinh văn: Tức thì chư phạm thiên vương tới cao mười do tuần, tán rằng đây là đoạn thứ ba lễ tán Phật thỉnh Phật chuyển pháp luân. Có hai ý: đầu là cúng giảng, sau là thỉnh chuyển; đầu là trường hàng có hai phần, đầu là quy lễ giác hoa, sau là hiến cung thỉnh nạp, đây là phần đầu. Kinh văn: Cúng giảng hoa xong tới xin rủ lòng nạp thụ, tán rằng đây là xin Phật nhận lấy cung để mà ở. Kinh văn: Bấy giờ các phạm thiên vương tới khắp cả đều được ích lợi, tán rằng đây là 4 tụng chia làm 3, hai tụng đầu tán thán năm đức của Phật, một tụng sau trình bày về lý do tới đây, một tụng cuối xin Phật nạp thụ, đây là phần đầu. Kinh văn: Chúng tôi đi tới đây tới xin thương mà nạp thụ, tán rằng đầu tiên tụng về lý do tới đây, sau đó tụng về thỉnh Phật nạp thụ. Kinh văn: Bấy giờ các phạm thiên vương tới độ cho chúng sinh bị khổ não, tán rằng đây là thỉnh chuyển pháp luân. Kinh văn: Bấy giờ đại thông tới lặng im ưng thuận,
8 rằng đây là đoạn lớn thứ tư Phật lặng im ưng thuận. Hỏi: vì sao thời Niết Bàn Phật lặng im chẳng nhận các thứ cúng dường của người khác, nay lặng im lại là ưng thuận thuyết pháp cho người khác? Đáp: cứ theo sự giải thích thời cổ thì cho rằng vẻ mặt của Phật có biểu hiện thư giãn, căng thẳng khác nhau, qua đó người thỉnh sẽ biết được là ưng thuận hay chẳng ưng thuận. Lại nói rằng qua sự biểu hiện của thân quang Phật thì biết rằng ngài nạp thụ hay chẳng nạp thụ. Lại còn nói rằng lúc Phật mới thành đạo, ngài đã tự nói rằng lúc thường thì lặng im là thụ thỉnh, thời Niết Bàn thì lặng im là chẳng thụ thỉnh. Thêm nữa, nếu nhận các thức ăn theo giáo lý thì cần phải chú nguyện Phật lặng im thì biết là ngài chẳng ưng. Nếu thỉnh Phật thuyết pháp, Phật im lặng là đã thuận theo lời thỉnh, chẳng cần phải nói ra cũng biết là ưng rồi. Kinh văn: thêm nữa, các tỳ kheo tới cùng nhau bàn tán sự này. Tán rằng đây là phần thứ hai nói về phương Đông Nam. Văn lớn có 4 phần. Phần đầu là các phạm thiên sửng sốt bàn tán. Kinh văn: bấy giờ trong đám đông đó tới độ thoát cho chúng sinh bị đau khổ. Tán rằng đây là phần thứ nhất, các phạm thiên thỉnh cầu Phật thuyết pháp. Kinh văn: bấy giờ 500 tới thỉnh Phật chuyển pháp luân. Tán rằng đây là phần thứ hai, tìm ánh hào quang đi tới chỗ Phật có hai ý, đầu là đem cung hoa để đi tìm Phật, sau là thấy Phật thì thiên chúng đều vui mừng. Kinh văn: bấy giờ các phạm thiên vương tới xin rủ lòng thương mà nạp thụ. Tán rằng dưới là phần thứ ba nói về lễ tán Phật và thỉnh Phật chuyển pháp luân, có hai mục, đầu tiên là cúng dường, sau đó là thỉnh chuyển. Đây là trường hàng nói về cúng dường. Kinh văn: bấy giờ các phạm thiên vương tới chúng con nay kính lễ. Tán rằng đây là 4 tụng rưỡi tán thán Phật chia làm 4: 1 tụng tán lễ, 2 1 tụng rưỡi tán thán Phật hy hữu, 1 tụng tán thán Phật là mắt, 1 tụng ca ngợi Phật là cha hiền. Đây là mục đầu. Ca lăng tần già là tên loài chim có tiếng hót hay, vì tiếng hót của nó nhu nhuyễn lành lót trong trẻo nên lấy làm tỷ dụ. Kinh văn: Thế Tôn rất hiếm có tới các thiên chúng giảm thiểu. Tán rằng đây là tán thán Phật hy hữu. Kinh văn: này Phật hiện ra đời tới nay được gặp Thế Tôn. Tán rằng một tụng đầu ca ngợi Phật là mắt, một tụng sau ca ngợi Phật là cha hiền. Kinh văn: bây giờ các phạm thiên vương tới người nhẫn thiện tăng ích. Tán rằng đây là mục thỉnh Phật chuyển pháp luân, tán thán Phật sinh ích. Người nhẫn thiện tăng ích chỉ việc nhập thánh đạo nghĩa ấy có thể biết. Kinh văn: bấy giờ đại thông tới im lặng ưng thuận. Tán rằng đây là đoạn lớn thứ tư nói về việc Phật im lặng ưng thuận. Kinh văn: thêm nữa các tỳ kheo tới vị Phật xuất thế gian. Tán rằng đây là phần ba nói về phương Nam. Cứ như lệ trước chia làm 4 mục. Đây là mục thấy ánh hào quang sửng sốt bàn tán có hai ý. Thoạt đầu các phạm thiên sửng sốt bàn tán, sau đó một phạm thiên thỉnh cầu. Kinh văn: bấy giờ 500 tới chuyển pháp luân. Tán rằng đây là mục thứ hai, tìm ánh hào quang đi đến chỗ Phật có hai ý, đầu là đem cung hoa đi tìm Phật, sau là thấy Phật rồi thiên chúng vui mừng. Kinh văn: bấy giờ các phạm thiên vương tới chỉ xin rủ lòng thương mà nạp thụ. Tán rằng dưới là mục thứ ba cúng dường thỉnh chuyển. Trong này đầu tiên là cúng dường, sau đó là thỉnh chuyển. Đây là ý đầu. Đầu tiên là hai tụng rưỡi tán thán Phật, sau đó là một tụng thỉnh Phật nạp thụ. Kinh văn: bấy giờ các phạm thiên vương tới nên diễn âm sâu xa. Tán rằng đây là mục thỉnh Phật chuyển pháp luân, trong đó đầu là trường hàng, sau là kệ tụng, ý văn có thể biết được. Kinh văn: bấy giờ tới im lặng ưng thuận. Tán rằng đây là đoạn lớn thứ tư Phật im lặng ưng thuận. Kinh văn: phương Tây Nam tới cũng lạ như thế. Tán rằng đây là mục thứ tư, 6 phương khác cũng theo lệ trên, sự ý giống trên, vì ngại dài dòng cho nên nói theo lệ trên. Kinh văn: bấy giờ thượng phương tới vị Phật xuất thế gian. Tán rằng đây là phần thứ năm nói về thượng phương, có 3 mục đầu, không có mục thứ tư ưng thuận. Đây là mục thấy ánh hào quang sửng sốt bàn tán có hai ý, đầu là các phạm thiên sửng sốt bàn tán, sau đó là một phạm thiên thỉnh cầu. Kinh văn: bấy giờ 500 tới chuyển pháp luân. Tán rằng đây là mục thứ hai, tìm ánh hào quang đi tới chỗ Phật có hai ý, đầu tiên là đem cung hoa đi tìm Phật, sau đó là gặp Phật rồi thiên chúng vui mừng. Kinh văn: bấy giờ các phạm thiên vương tới xin rủ lòng thương mà nạp thụ. Tán rằng đây là mục thứ ba cúng dường thỉnh chuyển,
có hai phần, đầu là cúng giảng, sau là thỉnh chuyển. Trong phần đầu lại có hai phần, trường hàng và kệ tụng. Đây là trường hàng. Kinh văn: Bấy giờ các phạm thiên vương tới độ rộng cho hết thảy, tán rằng: Đây là 10 tụng rưỡi chia làm 4 phần, 7 tụng rưỡi đầu tán thán công đức của Phật, một tụng kế được thấy Phật sinh ra vui mừng, một tụng kế đến thỉnh Phật nạp thụ, một tụng cuối hồi hướng. Phần đầu có 2 mục, 2 tụng đầu nêu lên, 5 tụng rưỡi sau giải thích. Đây là mục đầu. A. Tụng đầu tán thán Phật năng cứu khổ. B. Tụng sau tán thán Phật hay cho vui. Chữ ở đây đọc là vãn, còn viết là có nghĩa là dẫn, có chỗ viết là đọc là miễn, có nghĩa là khuyến khích. Sách Quốc ngữ có câu: Phụ miễn kỳ tử, huynh miễn kỳ đệ, cha khuyến khích con, anh khuyến khích em. Nghĩa như khuyến cưỡng, tức là khuyến khích khiến cố gắng. Chữ đọc là manh, có nghĩa là mầm mống, cũng có nghĩa như thủy, là khởi đầu. Mình muội, chỉ sự ngu muội của đám đông. Sách Hán thư có chữ manh, chỉ đám dân đen. Niết bàn gọi là cam lồ môn, ý nói thánh đạo thành lý, nên gọi là cam lồ, giáo gọi là môn. Kinh văn: Trong vô lượng kiếp xưa tới chết nhiều đoạn đường ác, tán rằng dưới là 5 tụng rưỡi là phần giải thích, trong đây chia làm 2, 4 tụng rưỡi đầu nói về sinh tử luân hồi, một tụng sau giải thích Phật hay cứu khổ. Trong mục đầu này lại chia làm 2, 2 tụng đầu thụ ác quả, 2 tụng rưỡi sau hành ác nhân. Đây là phần đầu. Kinh văn: Chẳng theo Phật nghe pháp tới thượng đọa vào đường ác, tán rằng đây là gây nhân ác ý. Có thể biết được văn có 2 phần, 2 tụng rưỡi đầu tại gia làm điều ác, một tụng sau ngoại đạo làm điều ác. Lạc là lạc quả nhân thiên, lạc tưởng là lạc nhân, thêm nữa lạc là lạc cảnh sở thủ, lạc tưởng là tưởng năng thủ lạc. Lại nữa, lạc là tự thể của lạc thủ, lạc tưởng là lạc đối trị khổ, chỉ khi nóng lạnh vân vân tạm thời bị dẹp diệt giả danh là lạc. Kinh văn: Phật mắt của thế gian tới nên hiện ở thế gian, tán rằng đây là một tụng giải thích Phật có khả năng cứu khổ. Kinh văn: Siêu xuất thành chính giác tới vui mừng chưa từng có, tán rằng đây là mục 2 nói rõ chúng sinh thấy Phật thì sinh ra vui mừng. Kinh văn: Các cung điện chúng con tới đều cùng thành Phật đạo, tán rằng đoạn 3 là một tụng thỉnh Phật nạp thụ, đoạn 4 là một tụng hồi hướng. Kinh văn: Bấy giờ 500 tới tu pháp vô lượng kiếp, tán rằng đây là tán thán Phật, thỉnh Phật truyền pháp luân, một tụng tán, một tụng thỉnh. Kinh văn: Bấy giờ đại thông trí thắng Như Lai tới pháp luân 12 hành, tán rằng trên là thuyết minh về cúng dường thỉnh truyền, dưới đây là đoạn 2 thuyết minh về việc Phật ưng thuận truyền pháp luân cho, có 4 mục: 1. Nêu rõ việc Phật ưng thuận truyền pháp luân cho; 2. Nói rõ người khác chẳng thể truyền được; 3. Nói rõ pháp được truyền; 4. Nói rõ chúng sinh nghe pháp được ích lợi. Đây là mục đầu. Tam truyền có 2, 1 tự, 2 tha. Này là tha truyền, chẳng phải là Phật tự truyền. Khổ thánh đế này gọi là thị tướng truyền, ứng biến chi này gọi là khuyến tu truyền, dĩ biến chi này là tác chứng truyền. Hành pháp luân này vì di truyền vận động cho nên có nghĩa là truyền, đó là nhất nhất truyền từng pháp một, khiến cho người nghe sinh ra được vô lậu chân thánh tuệ nhãn, theo thứ tự mà lần lượt sinh ra được trí minh giác từ trong khổ đế của quá khứ, vị lai, hiện tại. Cứ như vậy, mỗi một truyền 4 hành tổng biệt, 3 truyền các đế, mỗi đế đều có 12 hành tướng, song vì số bằng nhau nên chỉ nói tam truyền thập nhị hành tướng. Tam truyền đúng theo thứ tự lần lượt hiển thị khiến nhập 3 mức kiến tu vô học, như phần sớ giải của quyển 4 trước đây đã giải thích. Kinh văn: Hoặc là sa môn tới chẳng thể chuyển nổi, tán rằng đây là mục thứ 2 nói rõ người khác chẳng chuyển nổi pháp luân, vì chưa chính chứng, chỉ có Phật là chuyển nổi, vì Ngài là nhất thiết sư, thầy về mọi mặt, thầy của hết thầy, vì Ngài biết mọi thứ. Kinh văn: Bảo đó là khổ, tới là khổ diệt đạo, tán rằng dưới là thuyết minh về cảnh của pháp luân được chuyển, từ đó sinh trí gọi là hành pháp luân. Cảnh pháp luân có 2, 1 tứ đế, 2 thập nhị nhân duyên. Đây là mục đầu. Chỉ nêu thị tướng, còn các thứ khác cứ theo lệ ấy là có thể biết được.
tứ đế, đại đẻ đều phân biệt bằng năm môn: một xuất thể, hai thích danh giải thích tên gọi, ba phế lập, bốn giải đáp thắc mắc, năm các môn. Một xuất thể, một khổ đế, đối pháp luận vân vân nói: hữu tình thế gian và khí thế gian là pháp hữu lậu có đặc tính bị bức bách, cho nên đều là khổ đế. Hai tập đế, tập có nghĩa là tập có hai nghĩa. Nghĩa là chiêu cảm các quả dị thuộc vô ký, đối pháp vân vân nói: các phiền não cùng sở khởi nghiệp đó gọi là tập đế. Duy thức vân vân nói: trong 12 chi thì 5 chi cũng bao gồm trong tập đế vì nghiệp phiền não tính, còn pháp vô ký khác đều chẳng phải là tập đế. Song chỉ nói ái là tập đế vì ái tối thắng. B, nghĩa là nhân có thể được quả hữu lậu, tức là các hữu lậu ở trong thân, các pháp tam tính có thể làm y nhân có dị thục đều là tập đế. Dù giả luận vân vân nói: trong 12 chi quán ngược lão tử có hai loại nhân, A thô sinh đó tức gọi là sinh chi, B tế sinh đó tức là ái thủ hữu. Thậm chí quan sát thời trước biết rõ thời sau, những thứ này gọi là tập của lão tử, cho nên biết các pháp y nhân vô ký vân vân cũng gọi là tập. Chẳng nói các pháp chẳng phải thuộc 12 chi đó cũng gọi là tập. Ba diệt đế, các pháp vô vi chân như trạch diệt bất động, tưởng thụ diệt gọi là diệt đế. Đối pháp luận nói chân như trạch diệt phiền não chẳng sinh, đó gọi là diệt đế. Đây nói diệt y năng diệt, diệt tính. Trên cảnh chân như mà tránh trí chứng được, pháp hữu lậu diệt, giả thực gộp lại, đều là tướng của diệt đế. 4. Đạo đế, năm uẩn vô lậu gọi là đạo đế. Đối pháp vân vân nói, tư lương đạo, gia hạnh đạo, kiến đạo, tu đạo, cứu cánh đạo đều gọi là đạo đế. Căn cứ vào tự tính của đạo cùng quyến thuộc của đạo để nói rõ về đạo đế. Vì 4 đế này bao gồm hết mọi pháp, cho nên trong kinh Niết Bàn, Ca Diếp hỏi rằng, như Phật một thời vào rừng thân thủ, Ngài đã lấy chiếc lá cây nhỏ mà bảo với các tỳ kheo rằng, những pháp của ta đã thuyết chỉ như chiếc lá trong tay này, còn những pháp ta chưa thuyết giống như lá trong rừng kia. Vậy mà lại nói là 4 đế bao gồm hết mọi pháp. Nếu là bao gồm hết rồi thì tức là đã thuyết hết thảy mọi pháp rồi, cớ sao lại bảo rằng pháp chưa thuyết nhiều như lá trong rừng? Nếu chẳng bao gồm hết thì phải có 5 đế. Thế Tôn bảo rằng 4 đế bao gồm hết, song nếu thuyết chung nói đó là khổ đế thì nhị thừa chẳng thể biết phân biệt các khổ có vô lượng tướng. Vì đó mà điều mà các thanh văn duyên giác chẳng biết được, cho nên đạo đế cũng lại như vậy. Trong này ý nói, tuy 4 đế bao gồm hết cả các pháp, song lớn nhỏ có sự phân biệt mà nhị thừa vân vân chẳng biết, cho nên nói là chưa thuyết, chứ chẳng phải là có 5 đế. Dựa theo giải nghĩa để thuyết minh về thực tướng, y thuyền hiện thực, thì chân như cũng được bao gồm trong diệt đế. Đối pháp luận nói, diệt tính chính là thứ được bao gồm trong diệt đế. Kinh Niết Bàn cũng nói là được bao gồm trong tứ đế. Cho nên nói nhị thừa có khổ, có đế mà không có thực, Bồ Tát có đủ, ba đế khác cũng thế. Phế bỏ cách giải nghĩa chỉ bàn đến ý chỉ, thì chẳng phải là diệt đế. Phế thuyên đàm chỉ, tức phi diệt đế. Cho nên theo Du Già, thì ngoài tứ đế, còn thuyết về phi an lập đế, trên dựa theo chủng loại mà thuyết chung về tứ đế. Nếu căn cứ vào pháp thể có thô có diệu, trí năng chi có cao có thấp, thì kinh Thắng Man đã căn cứ vào đó mà nói là có bát đế, tức là tứ thánh đế hữu tác và tứ thánh đế vô tác. 8 thánh đế như vậy nhị thừa chẳng biết được, đó tức là an lập đế và phi an lập đế. Nói theo cách nói trong kinh mới dịch, tứ thánh đế hữu tác thì phân đoạn sinh tử, 12 nhân duyên, đó gọi là khổ, phiền não và nghiệp, đó gọi là tập, trạch diệt, đó gọi là diệt, sinh không chính phẩm gọi là đạo. Tứ thánh đế vô tác thì biến dịch sinh tử ngũ uẩn gọi là khổ, sở chi chứa gọi là tập, vô trụ niết bàn gọi là diệt, pháp không chính phẩm gọi là đạo. Như trên đã nói, nay y theo tổng tướng hoặc y theo phân đoạn mà chuyển tứ đế luân cho hạng nhị thừa. 2. Thích danh, giải thích danh từ. Tứ là chỉ số, đế có nghĩa là thực. Chỉ có bậc thánh mới biết được thực, cho nên gọi là tứ thánh đế. Quyển ngũ thập ngũ nói, đế nghĩa là thế nào? Có nghĩa là đúng như tướng sở thuyết chẳng xả ly. Căn cứ vào điều này mà xét, cho nên tới nghĩa thanh tịnh cứu cánh thì đó là nghĩa của đế.
Đó là giải thích kèm cả số. Khổ có nghĩa những thứ do bức bách phiền não gây ra. Tập chỉ sự trêu cảm hay sinh ra khổ đế. Diệt chỉ tĩnh tịch, có nghĩa là đó đều tĩnh tịch. Đạo chỉ chung cái nhân, có thể hình thành ba nghĩa. Ba nghĩa trong này là khổ sự, khổ lý, khổ như. Khổ thực là khổ, không còn khổ khác. Cho đến đạo đế cũng có ba như thế. Khổ sự gọi là đế, là chỉ nghiệp thích. Hai thứ còn lại gọi là đế, là y chủ thích. Hai thứ lý như cùng khổ sự đó, tuy chẳng phải nhất, chẳng phải dị, song ở đây chẳng phải là bức bách. Ba phế lập, quyền cửu thập ngũ nói: khổ đế như thể các bệnh, tập đế như nhân của các bệnh, diệt đế như bệnh nảy sinh rồi được chữa khỏi. Đạo đế thì như khi bệnh chữa khỏi rồi, sau này thì chẳng để sinh ra nữa. Những người có bệnh đến chỗ lương y chỉ nên tìm kiếm chính pháp nơi đó. Các vị lương y chỉ nên trao cho chính pháp nơi đó, cho nên không còn có thánh đế thứ năm. Chư Phật Như Lai là các bậc lương y vô thượng, nhổ mũi tên độc lớn, cũng chỉ tuyên thuyết chính pháp nơi đó. Cũng như thầy thuốc chữa bệnh, biết rõ bệnh, biết nguyên nhân gây ra bệnh, biết bệnh đã khỏi, biết phương pháp chữa. Đức Phật quán sinh tử khổ, nguyên nhân gây ra khổ, khổ bị diệt và phương pháp diệt khổ cũng giống như thế. Cho nên cũng nói rằng thú khổ diệt hành, theo cách tu hành để diệt khổ. 4. Giải đáp thắc mắc, hỏi. Quyền ngũ thập ngũ nói: vì nguyên nhân gì mà thuyết về 4 sự tri khổ, biết khổ, đoạn tập chứng diệt tu đạo khác nhau? Đáp: vì khổ đế ấy là chỗ dựa của 4 thứ điên đảo. Để trừ điên đảo thì phải biết khắp mọi sự khổ. Đã biết hết mọi sự khổ rồi thì tức là biết cả tập. Vì tập đế đó bao gồm ở trong khổ đế, tuy biết khắp mọi khổ nhưng vẫn bị tập đế theo đuổi, cho nên phải nói thêm là đoạn hẳn tập đế. Nói xúc chứng có nghĩa là hiện thấy, do hiện tiền thấy diệt đế, cho nên chẳng sinh sợ hãi, nhiếp thủ ái lại. Cho nên phải nói xúc chứng diệt đế, nếu sinh tu đạo thì mới có thể thành biện được ba nghĩa đã nói. Cho nên sau đó nói đến việc tu tập đạo đế, vì sao mà tứ đế lại có thứ tự sắp xếp như vậy? Ở đó mà khổ, nên khổ đế là thứ nhất, như thế nên khổ, cho nên tập đế là thứ hai. Hai thứ này bao gồm trong hắc phẩm cứu cánh, ở đó mà vui nên diệt đế xếp thứ ba, như thế nên vui cho nên đạo đế xếp thứ tư. Hai thứ này bao gồm bạch phẩm cứu cánh, ví như bệnh nặng, nguyên nhân gây bệnh, bệnh khỏi thuốc hay, lại như trình tự của việc gặp cảnh khổ, qua đó lần lượt xây dựng thánh đế như các cái khổ từng gặp trong thế gian. Tức là ở chốn ấy, trước tiên nảy ra các ý niệm, tác ý, thứ đến nguyên nhân gây ra khổ, thứ đến việc giải thoát khỏi khổ, cuối cùng đến phương tiện giải thoát khỏi khổ, cứ lần lượt như vậy phát khởi tác ý. Năm các môn phân biệt bằng 10 môn. 1. Nhiếp thụ trong mấy uẩn. Ba đế lần lượt thay nhau được nhiếp thụ trong 5 uẩn, riêng diệt đế chẳng thế, vì đế ấy tĩnh tịch. 2. Mỗi đế có mấy hành, là những hành gì? Mỗi đế có 4 hành theo thứ tự như sau. 1. Vô thường, khổ, không, vô ngã. 2. Nhân tập sinh duyên. 3. Diệt tĩnh diệu ly. 4. Đạo như hành xuất. 3. Vì sao khổ đế là tứ hành quán để trừ tứ đảo? Vô thường trừ thường đảo, khổ trừ hai đảo, tức lạc đảo và tịnh đảo. Không vô ngã trừ ngã đảo. Vì tập đế tứ quán trừ tứ ái, do dựa vào thường đảo mà khởi hậu hữu ái. Thứ đến y vào hai đảo lạc và tịnh mà khởi lên tham hỷ cầu hành ái, cùng đủ mọi thứ hỷ nhạo ái khác. Thứ đến y vào ngã đảo mà khởi độc ái. Diệt là tứ quán, thấy rõ 4 loại ái bị diệt. Đạo là tứ quán, nhờ đó mà có thể chứng được 4 loại ái ấy bị diệt. 4. Gì là giải thoát môn, bao gồm bao nhiêu hành? 5. Nhập đế hiện quán có mấy loại? 6. Tam thừa quán đế có gì khác nhau? 7. Tứ đế này là thế tục hay là thắng nghĩa? Kinh Niết Bàn quyển 5 năm cho rằng đó chỉ là thắng nghĩa. Quyển 66 nói về đối phi an lập, cho rằng đó chỉ bao gồm trong thế tục, thực ra thì chung cho cả hai loại. 8. Các đế nhiếp thụ lẫn nhau. 9. Khổ có mấy loại, ba đế khác cũng thế. 10. Hư không phi trạch diệt thì được bao gồm trong đế nào? Tất cả đều giống như trong Du Già, Đối Pháp, Duy Thức, Hiển Dương, v.v. đã nói, e dườm nên ngừng. Kinh văn,
và nói rộng ra tới ưu bi khổ não, tán rằng dưới là thuyết minh về 12 duyên khởi. Đây có tạp nhiễm thanh tịnh, tạp nhiễm thanh tịnh đều có thuận quán và nghịch quán. Trong này có hai, một nếu tạp nhiễm thuận quán và thanh tịnh thuận quán, hai lệ cho tạp nhiễm nghịch quán và lệ cho thanh tịnh nghịch quán. Đây tức là nhiễm thuận quán, sinh tử tương xưng, cho nên lấy cái nhiễm thuận quán này làm mẫu mực lệ cho nhiễm nghịch quán. Kinh văn: vô minh diệt tới ưu bi khổ não diệt, tán rằng đây là thanh tịnh quán, nếu bắt đầu bằng đoạn sinh tử thì là lệ nghịch quán. 12 duyên khởi được phân biệt bằng 6 môn: 1 xuất thể, 2 thích danh, 4 y thế, 5 chư duyên sinh nhiếp, 3 duyên tướng, 6 nhiễm tịnh thuận nghịch. 1 về xuất thể, 1 thể của chi vô minh là chính thủ phân biệt trong phiền não chướng và gồm thêm nhậm vận ngu si, thành duy thức luận nói rằng trong này vô minh chỉ lấy cái năng phát chính cảm thiện nghiệp, ác nghiệp đời sau. Còn nói cái chính phát nghiệp thì chỉ lấy cái sở đoạn, thứ hỗ trợ này thì chẳng nhất định. Những gì có khả năng phát ra hành mới là chi này. Chi này không chung cho cả các pháp tương ưng, bất cộng, truyền và tùy biên. Hai, thể của chi hành chung cho cả các nghiệp thân ngữ ý thiện và bất thiện. Chỉ cảm tổng báo và cảm chung cả hai nghiệp tổng nghiệp và biệt nghiệp. Đó là thể tính của chi hành. Nếu chỉ là biệt báo nghiệp thì chẳng phải là chi hành. Cho nên duy thức nói rằng thứ do nó chỉ vô minh phát ra mới gọi là hành. Do đó mọi thuận hiện thụ nghiệp, biệt trợ đương nghiệp đều chẳng phải là chi hành. Thể của chi hành cũng chung cho cả biện chủng giác tư. Ba, thể của chi thức chỉ lấy chủng của thức thứ 8 là dị thục thức làm thể. Cho nên duy thức nói trong này thức chủng gọi là bản thức nhân, chỉ lấy chủng của thức thứ 8 là dị thục thức. Vì là sơ kết sinh, vì là tổng dị thục, chỉ tại chủng vị, chẳng lấy hiện hành. Có chỗ thuyết chung cả thân 6 thức đầu, thuyết rộng cả thân gồm mọi thức và căn cứ vào phần vị đương lai, tức tương lai, hiện khởi, biện tại, mà nói là có cả hiện hành, cho đến chi thụ cũng lại giống như thế. 4. Thể của chi danh sắc, thành duy thức nói, trừ ba nhân cuối, các nhân khác đều là danh sắc chủng nhiếp thụ. Ba nhân cuối là đúng như thứ tự tên gọi, tức là ba chủng cuối. Đây nói năm chi chẳng pha trộn lẫn lộn với nhau, là chi được duyên khởi lên bởi hành gom lại trong một sát na. Có nghĩa là chủng dị thục của sáu căn thì gọi là chi lục xứ, chủng dị thục của xúc thụ thì gọi là chi xúc thụ, trừ bản thức chủng và ba chủng này, còn chủng của dị thục ẩn khác đều là chi danh sắc. Khế Kinh còn nói, danh chỉ bốn uẩn phi sắc, sắc chỉ yết lạp, lam, vân vân, căn cứ vào trước và sau phân vị lúc đang khởi lên ở trong nhân, thuyết về chi tạp duyên khởi. Nếu chẳng thế thì làm sao thông suốt cả năm uẩn hoặc nói chung cho mọi danh sắc được. Duy thức còn căn cứ vào tập thể mà nói rằng, hoặc danh sắc trùng tổng nhiếp năm nhân, ở trong tùy thắng lập bốn chủng khác, lục xứ và thức tổng biệt cũng thế. Năm thể của chi ái chỉ là trùng hạ phẩm tham, đây tùy duyên trùng vào cả hai quả nội ngoại. Các luận khác phần nhiều lấy duyên ngoại cảnh ái tăng thượng quả sinh. Sáu thể của chi thủ thông dụng hết thảy phiền não, lấy đó làm tự thể, vì phiền não cả cõi đều kết sinh trong thể của thủ. Dù là năng thủ, sở vi thủ đều tùy thuận phiền não, chẳng lấy pháp khác. Có chỗ chỉ nói ái tăng thêm thì gọi là thủ. Duy thức hội nói, tuy trong chi thủ bao gồm các phiền não khác, nhưng ái thắng trội hơn nên nói là ái tăng. Hơn nữa, căn cứ vào đầu và cuối mà chia ra làm ái và thủ hai chi, nhưng thực ra nhiếp thủ cả các hoặc khác. Hai chi ái và thủ chung cho cả hiện và trùng vì đều có thể thắng nhuận thêm. Bảy thể của chi hữu, tức là sáu chi hành, vân vân, được ái thủ thắng nhuận thêm, mà đổi tên là hữu. Có thuyết nói thể của hữu chỉ là nghiệp. Duy thức hội nói, vì cái đó có thể chính cảm quả dị thục. Có thuyết nói thể của hữu chỉ có năm thứ. Duy thức lại nói, vì là năm thứ thân sinh, đương lai sinh, lão tử vị thức, vân vân. Đây chỉ nói có chủng tử là thể của hữu, vì có thể có được quả. Tám thể của chi sinh, thành duy thức nói, bắt đầu từ trung hữu cho tới bản hữu, trong đó chưa tới sự suy biến thì đều bao gồm trong chi sinh các suy biến vị.
gọi chung là lão. Thần hoại mệnh chung thì gọi là tử. Thể của ba chi này đều chung cho cả năm uẩn, chỉ là bao gồm trong hiện hành dị thục quả. Có chỗ còn nói thể của ba chi này chung cho cả trùng tử, như Duyên Khởi Kinh nói, do năng sở dẫn sinh một thời mà có, lần lượt theo thứ tự mà tuyên thuyết nghĩa loại, không có gì khác. Chẳng phải là hai chi này cũng chung cho cả trùng tử. 9. Ưu bì khổ não. Vì lão tử mà khởi lên, chứ chẳng phải bị nhiếp thu trong chi lão tử này. Thập Địa Kinh nói, lúc tử biệt ly ý căn tương đối, lão tử gọi là ưu, khóc lóc thành tiếng gọi là bi, ngũ căn tương đối gọi là khổ, người ngũ tâm nhiệt gọi là não. Ở hai cõi dưới thì có đủ các chi như sắc vân vân, cõi vô sắc thì chẳng thế, tùy theo sự cảm ứng mà có. Hai thích danh, giải thích danh từ Du Già có 5 điều giải thích. Một, do phiền não hệ phược đi tới các nẻo, trong đó luôn luôn sinh khởi, đó gọi là duyên khởi. Có nghĩa là y vào duyên mà khởi lên, đó là giải thích, theo nghĩa mặt chữ. Hai, dựa vào các duyên, mau chóng hủy diệt rồi lại tiếp tục hòa hợp mà sinh ra, cho nên gọi là duyên khởi, đó là dựa vào nghĩa sát na mà giải thích tên gọi. Theo đại chúng bộ thì 12 duyên khởi là pháp vô vi, còn theo chính lượng bộ thì là một kỳ bốn tướng. Ba, các duyên đi qua mà chẳng lìa bỏ, dựa vào tự thân tương tục mà được sinh khởi, cho nên gọi là duyên khởi. Như nói rằng, cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, chẳng phải là thứ gì khác. Này dựa theo nghĩa này để mà giải thích duyên khởi. Cái này có nên cái kia có, nói rõ cái nghĩa vô tác duyên sinh. Cái này sinh nên cái kia sinh, nói rõ cái nghĩa vô thường duyên sinh. Chẳng phải là thứ gì khác, có nghĩa là chỉ do duyên mà quả pháp mới có được. Chẳng phải là duyên có tác dụng thực sự có thể sinh ra được quả pháp, cũng chẳng phải là vô sinh pháp là nhân, cho nên có chút pháp sở sinh đã được thành lập. 4. Luôn luôn tàn tạ hủy diệt, nhưng rồi lại tương tục mà khởi lên, cho nên gọi là duyên khởi. Đây là dựa vào nghĩa luôn luôn hoại diệt mà giải thích. 5. Ở đời quá khứ giác ngộ được duyên tính rồi vẫn tương tục khởi lên, cho nên gọi là duyên khởi. Như Thế Tôn nói rằng, ta đã giác ngộ được các thứ duyên rồi mới khởi tuyên thuyết, tức là do cái danh này được chuyển lại mãi cho nên được gọi là duyên khởi. Lại nói, vì lìa nghĩa hữu tình không có tự nhiên ngã, cho đến nghĩa tự nghiệp sở tác là nghĩa duyên khởi, vì ở sự tương tục khác chẳng thụ quả. Thêm nữa, đối pháp luận và duyên khởi kinh đều có 11 cách giải thích về duyên khởi. Đối pháp còn nói, vì vô tác duyên sinh, vì vô thường duyên sinh, vì thế dụng duyên sinh. Hai thứ đầu thì như trước, vô minh duyên hành vân vân thể hiện thành thế dụng duyên sinh. Dẫu vẫn là trừ pháp vô tác vô thường, song chẳng theo một pháp làm duyên cho nên mọi quả sinh, vì công năng các pháp đều có sự khác nhau. Ba duyên tướng, một vô minh có hai, một chân thực nghĩa ngu gồm cả hai loại, trung phẩm và hạ phẩm. Hai dị thục ngu chỉ hạng thượng phẩm. Hai thứ ngu này đều duyên vào nội thân dị thục quả mà khởi lên. Hai hành có hai loại, một thiện, hai bất thiện, hoặc chia làm ba, A bất động, B phúc, C phi phúc. Đây là bao gồm trong hữu phần huân tập. Năm thứ thức vân vân gọi là huân tập. Năm thứ này vô ký, thế lực yếu kém, chẳng thể tự sinh, xứ sở chưa định, phải nhờ hữu phần huân tập mới khởi lên được. Do hạ phẩm ngu mà phát ra bất động nghiệp, do trung phẩm ngu mà phát ra phúc nghiệp, do thượng phẩm ngu mà phát ra phi phúc nghiệp. Ba thức lão tử, tùy theo sự phát nghiệp rồi thì tích tập thành chủng tử của năm tri thức, vân vân. Nhiếp thuộc ở hành, có đương sinh xứ, tức là các phần vị sinh lão tử đương lai được xác định, không có tướng sai biệt trước sau của năm thể. Y vào đương khởi vị mà nói nhân là năm, cho nên trí thức nói rằng đó là duyên mê nội dị thục quả ngu. Phát chính năng chiều cảm các nghiệp hậu hữu, làm duyên dẫn phát năm quả chủng của các phần vị thân sinh, đương lai sinh lão tử. Rồi sau đó y vào mê ngoại tăng thượng quả ngu, duyên ngoại giới thủ phát khởi tham ái, duyên vào ái lại sinh ra bốn thủ là dục vân vân. Ái thủ hợp nhuận có thể dẫn tới nghiệp chủng cùng sở dẫn nhân, chuyển gọi là hữu, từ trung hữu tới bản hữu, trong đó chưa suy biến thì gọi là thể của chi sinh. Khởi suy biến mệnh chung thì xuất hiện chỉ lão tử, rồi các thứ ưu bì khổ não, tùy theo đó mà nảy sinh. Để nói do mê nội thân vô minh, duyên dị thục thụ có khả năng phát các nghiệp,
rồi tích tập lại thành chủng tử của năm chi thuộc phân vị sinh lão tử đương lai có đường sinh xứ. Lại do mê ngoại cảnh giới vô minh, duyên cảnh giới thụ khởi ái và thủ, nhận thêm chủng tử sáu chi trước là hành, vân vân. Hậu quả gần là hữu, chuyển lập danh hữu. Từ sau năm chi hiện hành bèn khởi lên cái gọi là sinh lão tử. Đó gọi là duyên khởi, là tướng của duyên. Du giả lại có ba cách giải thích. Thứ tự tương sinh như trong du giả đã nói. Bốn y thế, thành duy thức nói. Mười nhân hai quả nhất định chẳng đồng thời, phải sinh hậu báo mới gọi là chi, hiện báo thì chẳng phải. Nghĩa là quá khứ 10 chi nhân, hiện tại 2 chi quả, hiện tại 10 chi nhân, vị lai 2 chi quả. Trong nhân 7 chi trước với ái thủ hữu hoặc dị thế hoặc đồng thế, sinh báo nhất định phải đồng thế, hậu báo thì dị thế. Có nghĩa là quá khứ 7 chi, hiện tại 3 chi, vị lai 2 chi. Nếu 2, 3, 7 đều nhất định đồng thế, đồng thời, thì 2 chi sinh vào lão tử, 3 chi ái thủ và hữu và 7 chi trước đều nhất định đồng thế. Vì thế tương sinh, vì lực tương tự. Năm, về các duyên sinh nhiếp. Nhiếp luận quyển 2 nói, nếu nói qua về duyên khởi thì có hai loại. Một, phân biệt tự tính duyên khởi, có nghĩa là y vào ai lại gia thức mà các pháp sinh khởi. Hai, phân biệt ái phi ái duyên khởi, có nghĩa là vì 12 duyên khởi ở nẻo thiện ác có thể phân biệt ái phi ái duyên khởi tự thể là duyên tính. Này đây chính là nói loại duyên khởi sau, về nghĩa cũng nhiếp thu cả loại trước, nên chẳng chính thức thuyết minh loại này. Ba loại duyên khởi, lại có thuyết nói có ba loại duyên khởi, ngoài hai loại trên còn thêm loại thụ dụng duyên sinh. Biên trùng biên nói có hai loại, một loại thứ nhất gọi là duyên thức, hai loại thứ hai gọi là thụ giả. Trong này năng thụ dụng, phân biệt, suy tâm, sở thụ dụng duyên sinh. Thứ sáu chuyển thức cũng nhiếp thu ở nghĩa này. Đó chẳng phải là chính thức phân tích về nghĩa này. Bốn loại duyên sinh, dù già lại có bốn loại duyên sinh. Một, năng dẫn gồm vô minh và hành. Hai, sở dẫn gồm năm thứ như thức, vân vân. Ba, năng sinh gồm ái, thủ và hữu. Bốn, sở sinh gồm sinh và lão tử. Tập luận nói, thức cũng là năng dẫn, vì nghiệp chủng trong thức gọi là trí thức. Vì dị thục thức chủng gọi là sắc nhiếp. Duyên khởi kinh nói tri thức bao gồm cả năng dẫn và sở dẫn, vì nghiệp chủng thức chủng đều gọi là thức. Thức là danh sắc y, chẳng phải là danh sắc nhiếp. Câu xã luận quyển 9 lại nói về bốn loại: A sát na, B liên phược, C phân vị, D viễn tục. Sao gọi là sát na? Có nghĩa là trong khoảnh khắc sát na do tham nên đủ cả 12 chi đều khởi lên. Si có nghĩa là vô minh, tư tức là hành, hiểu biết đối với các cảnh sự. Đó gọi là thức, thức đủ ba uẩn, gọi chung là danh sắc. Chủ danh sắc căn gọi là lục xứ hòa hợp với các thứ khác thì có xúc. Lãnh xúc gọi là tà thụ, tham tức là ái. Các triền phược tương ứng với chi này thì gọi là thủ. Hai nghiệp thân ngữ được khởi lên thì gọi là hữu. Các pháp như vậy khởi lên thì gọi là sinh. Thục biến đó gọi là lão, hoại diệt đó gọi là tử. Này theo Đại Thừa thì tám thức cùng khởi, phiền não cùng sinh. Khác với thuyết ấy, về lý cần phải suy cho đúng. Lại có thuyết nói rằng sát na liên phược đúng như phẩm loại thì là pháp hữu vi cụ túc, câu khởi phổ biến chẳng giống nghĩa trước. Vị trí của 12 chi sở hữu ngũ uẩn đều là phần vị nhiếp. Những thứ này nối tiếp nhau từ xa xôi vô thủy thì gọi là viễn tục. Nghĩa Đại Thừa cũng giống thế, không sai vì chung một lý. 6. Nhiễm tịnh thuận nghịch. Đối pháp luận quyển 4 nói đó là tạp nhiễm thuận nghịch và thanh tịnh thuận nghịch. Một, tạp nhiễm thuận nghịch có nghĩa là nếu căn cứ vào trình tự lưu chuyển mà nói thì vô minh duyên hành cho tới sinh duyên lão tử cứ thuận theo thứ tự mà nói. Để nói sinh tử theo trình tự tương sinh, nếu căn cứ vào an lập đế thì nói là lão tử tập, lão tử diệt, lão tử thú diệt hành. Cứ như vậy cho tới hành, hành tập, hành diệt, hành thú diệt hành, làm thành 44 trí. Vì vô minh không nhân nên chẳng phải là 48 trí do chủng bị khuyết. Đây là hậu quán gia hạnh ở trước cũng thành 77 trí. Có nghĩa là duyên vào hiện tại sinh mà có lão tử, chẳng phải chẳng duyên vào hiện tại sinh mà có lão tử. Vì hiện tại tự thân tự mình làm ra cho nên thành ra hai trí.
Duyên quá khứ sinh và duyên vị lai sinh, mỗi thứ cũng có hai trí gộp lại mà thành sáu trí. Quan sát từ vô thủy tới nay, hết thảy lão tử đều duyên vào sinh. Vị lai tuy trừ khởi nhưng có hàm chứa trong nghĩa tạp nhiễm hoàn diệt. Nay quán tạp nhiễm cho nên thành hai trí. Trong ba thời này, chỉ ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, trí đầu quán quả có nhân thể hiện nguyên do, trí sau quán quả có nhân chẳng phải là chẳng quyết định. Phá tư tưởng vọng chấp của ngoại đạo cho rằng sự sinh không có nguyên nhân. Trí thứ bảy nghĩa là các hữu lậu tuệ biến tri, chẳng bao gồm trong tri quán trước, tức là pháp trụ trí, biết khắp giáo pháp duyên khởi trong ba đời gọi là tri, vì chẳng bao gồm trong các trí trước, nên thành ra trí thứ bảy. Sáu trí trước là chân thực trí, cộng với một trí này là pháp trụ trí này, thành bảy trí, dị sinh thánh giả đều có trí này. Đây là quán hành của phàm vị trước khi kiến đạo, từ đây về sau mới nhập 44 trí. Vì 44 trí gần với tứ đế, trụ giáo pháp là văn tuệ, cho nên gọi là pháp trụ trí, nhưng thực nghĩa mà biết đó là từ tù tuệ. Đó gọi là chân thực trí, đây là hữu lậu quán nên gọi là tạp nhiễm. Văn chỉ có thuận quán mà không có nghịch quán. 2. Thành tịnh thuận nghịch, có nghĩa là vô minh diệt nên hành diệt, cho đến sinh diệt nên lão tử diệt. Cứ thuận theo thứ tự mà thuyết, đây là y theo thứ tự đoạn vị mà thuyết. Do cái gì không nên lão tử không, do cái gì diệt nên lão tử diệt, cho đến do cái gì không nên hành không, do cái gì diệt nên hành diệt. Đây là căn cứ vào vị trí đắc quả cứu cánh mà quan sát, rồi thuyết theo trình tự ngược lại. Văn chỉ có thuận quán mà không có nghịch quán, nói rộng ra thì như u tán quyển họa vì ngại rượm già nên thôi. Tuy không ai là người hiện tiền thành độc giác, nhưng để chứng thành văn cũng thuyết duyên này, đi vào đó mà thuyết tứ đế cũng thành ba vòng 12 hành tướng.